Bộ Y tế cho biết tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 14 tháng 5 có 16 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca mắc ghi nhận trong nước, bao gồm tại Bắc Ninh 7 ca, bệnh viện ca cơ sở Tân Triều 3 ca, Lạng Sơn 2 ca, Nam Định 2 ca, Thái Bình 1 ca, Hưng Yên 1 ca. Số ca mắc mới trong khu vực đã được cách ly 13 ca. Số ca mới trong bệnh viện được phong tỏa là 3 ca. Không phát hiện các ổ dịch mới. Tính đến 12 giờ ngày 14 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 2.298 ca ghi nhận trong nước và 1.458 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 728 ca. Về thông tin chi tiết ca mắc mới, ca bệnh bệnh nhân 3741 đến bệnh nhân 3747 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là F1 liên quan tới ổ dịch cũ đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh bệnh nhân 3748 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, bệnh nhân nam 42 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là F1 của bệnh nhân 3721 đã được cách ly trước đó. Ca bệnh bệnh nhân 3749 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, bệnh nhân nữ 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là F1 của bệnh nhân 3721 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 5 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ca bệnh bệnh nhân 3750 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình, bệnh nhân nam 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Dương, tỉnh Thái Bình là F1 liên quan tới ổ dịch cũ đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Phổi Thái Bình. Ca bệnh bệnh nhân 3751 đến bệnh nhân 3753 ghi nhận tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, đó là hai nhân viên y tế và một bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện. Ca bệnh bệnh nhân 3754 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên, bệnh nhân nữ 46 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là F1 của bệnh nhân 3121 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ca bệnh bệnh nhân 3755 ghi nhận tại tỉnh Nam Định, bệnh nhân nữ 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là F1 liên quan tới ổ dịch cũ đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ca bệnh 3756 ghi nhận tại tỉnh Nam Định, bệnh nhân nam 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là F1 liên quan tới ổ dịch cũ đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sáng ngày 14 tháng 5, trao đổi với phóng viên Nhân dân điện tử, bác sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn vừa phát hiện thêm một ca dương tính trong cộng đồng. Bệnh nhân là nữ, trú tại phường An Hải Đông, là học sinh hiện đang nghỉ học. Tối ngày 13 tháng 5, bệnh nhân sốt và được chuyển đến khu vực phân luồng cách ly của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và lấy mẫu xét nghiệm. Và sáng nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được chuyển về cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, tiếp tục điều tra dịch tễ, khoanh vùng và cách ly ngay khu dân phố bệnh nhân này ở. Ông Nam thông tin thêm, bệnh nhân này có bố là F1 liên quan bệnh nhân 3545, nhân viên công ty cổ phần dịch vụ Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, hiện đang cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngay trong hôm nay, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư bệnh nhân này sống, điều tra dịch tễ, truy vết. Mặc dù bệnh nhân này nghỉ học đã lâu, nhưng để đảm bảo không để dịch bệnh lây lan, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các em học sinh cùng lớp với bệnh nhân này. Liên quan đến bệnh nhân 3545, ngày 11 tháng 5, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân này nhiễm COVID-19, thành phố đã nhanh chóng truy vết xét nghiệm cho 128 nhân viên, người lao động của công ty Trường Minh cho kết quả 33 người dương tính cùng ngày. Tổ chức phong tỏa tạm thời khu công nghiệp và 4 cụm dân cư xung quanh, chuyển cách ly tập trung ngay 225 trường hợp F1 tiếp xúc gần với 34 ca. Với tinh thần truy vết thần tốc, khoanh vùng nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh liên quan ổ dịch mới ở công ty cổ phần dịch vụ Trường Minh. Sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 29 ca còn lại ghi nhận trong nước tại các khu vực đã được cách ly phong tỏa. 29 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 10 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hà Nội 5 ca, Lạng Sơn 4 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh 1 ca, Bệnh viện ca 3 ca. Số ca mắc mới trong khu vực đã được cách ly là 26 ca, trong bệnh viện được phong tỏa là 4 ca. Có một thông tin tích cực là cả nước không phát hiện các ổ dịch mới. Và cũng trong sáng nay, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca ở huyện Thuận Thành và 1 ca ở huyện Yên Phong.
Như vậy, chỉ từ ngày 5 tháng 5 đến nay, Bắc Ninh đã có 34 ổ dịch với 162 ca mắc COVID-19. Trong đó, số ca mắc nhiều nhất là tại huyện Thuận Thành với 144 ca. Huyện Thuận Thành hiện vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong huyện cũng thiết lập vùng cách ly y tế đối với 5 xã có người mắc COVID-19. Nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho 5.400 trường hợp F2 tại huyện Thuận Thành và xét nghiệm lần 2 cho người dân xã Mão Điền. Riêng với những ổ dịch phát hiện tại khu công nghiệp, tỉnh đã khẩn trương truy vết, đồng thời đề nghị các sở ban ngành phối hợp triển khai xét nghiệm mẫu ngẫu nhiên và test nhanh cho người lao động tại các đơn vị cung cấp dịch vụ trong các khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân, người nghi mắc COVID-19. Trước đó, vào tối 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ quyết định kết thúc việc phong tỏa thôn Hoàng Xá, đồng thời dừng cách ly xã hội hai thôn còn lại của xã Tiên Tiến. Và đây là nơi xuất hiện hai ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở Hà Nam. Việc gỡ lệnh phong tỏa thôn Hoàng Xá bắt đầu từ 21 giờ ngày 13 tháng 5, đồng thời chuyển sang thực hiện trạng thái mới là giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Xã Tiên Tiến có trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch đảm bảo quy định. Với hai thôn còn lại ở xã Tiên Tiến, sau khi dừng giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện trạng thái mới theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, huyện đối với địa phương không có dịch trong tình hình hiện nay, huyện Phù Cừ không tổ chức hội nghị công bố gỡ lệnh phong tỏa mà thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân trong xã Tiên Tiến để người dân không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, tuyệt đối không tụ tập, tổ chức liên hoan, ăn mừng việc kết thúc cách ly. Trước đó, vào tối 29 tháng 4, huyện Phù Cừ phát hiện hai bà cháu ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến dương tính với SARS-CoV-2 do lây nhiễm từ ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Và ngay trong đêm, huyện Phù Cừ đã phong tỏa thôn Hoàng Xá và giãn cách xã hội hai thôn còn lại của xã. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay 14 tháng 5 thì người dân Đà Nẵng không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Và đó là một trong những chỉ đạo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhằm tiếp tục các nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Ngoài việc yêu cầu không tụ tập quá 5 người ở nơi công cộng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung 5 người trong sinh hoạt gia đình do nguy cơ lây nhiễm rất cao và yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Đồng thời, thành phố tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu và hàng ăn uống tại chỗ, thực hiện nghiêm việc áp dụng thẻ đi chợ tại tất cả các chợ và yêu cầu chủ cơ sở triển khai ngay các biện pháp để hạn chế số lượng, đảm bảo khoảng cách người đến mua sắm, giao dịch trong cùng một thời điểm tại các điểm như siêu thị, ngân hàng, bưu điện, tạp hóa. Trong những ngày qua, Đà Nẵng vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19 là các F1 đã được cách ly y tế tập trung do liên quan đến 4 ổ dịch gồm khách sạn Phú An, vũ trường New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida và công ty Trường Minh. Từ đêm qua 13 tháng 5, các bệnh viện trên địa bàn 24 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm hàng loạt. Và đây là hành động sau chỉ đạo khẩn của Sở Y tế thành phố nhằm sàng lọc nhanh các trường hợp nguy cơ trong lực lượng nhân viên y tế, bệnh nhân và cả người thăm nuôi bệnh. Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm của người bệnh, người thăm nuôi bệnh và nhân viên y tế tại Bệnh viện quận 2 đã được lấy đi để xét nghiệm, sàng lọc COVID-19. Đây là toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện trong thời gian từ đêm 12 tháng 5 cho đến nay. Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 100% nhân viên y tế cũng như là các cái bộ phận liên quan gián tiếp của bệnh viện, 100% các bệnh nhân nội trú từ nhẹ cho đến nặng thì sáng nay là 100%. Các cái đối tượng mà được lấy mẫu hôm qua thì là được đều âm tính lần một, do đó là cũng ban đầu thì cũng an tâm. Cùng thời điểm này, tất cả các bệnh viện quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và kiểm soát tình hình phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện ở mức cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chỉ đạo để các bệnh viện chủ động lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại các bệnh viện tuyến quấy. Các bệnh viện như Gia Liễu, Nhân dân Gia Định, Ung Biếu đều đồng loạt triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm. Và em cũng cảm thấy rất là an tâm, tại vì sau khi lấy mẫu thì mình sẽ chắc chắn được là mình có bệnh hay không, cũng như là mình có thể chắc chắn được là cái môi trường xung quanh mình cũng như là môi trường bệnh viện có an toàn để cho mình công tác hay không, cũng như là một cái sự bảo vệ đối với lại toàn thể nhân viên bệnh viện như là bệnh nhân. Và đến sáng hôm nay thì tiếp tục sẽ lấy mẫu cho tất cả các nhân viên y tế còn lại, bao gồm có cả các nhân viên đang tham gia công tác tại bệnh viện, bao gồm có cả bác sĩ, giảng viên của các trường đại học và đang công tác tại bệnh viện. Và dự kiến số lượng mẫu lấy trong buổi sáng ngày hôm nay là sẽ lấy khoảng hơn 450 đối tượng và sẽ gửi về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC để làm xét nghiệm.
Ngoài ra, để ứng phó với tình hình mới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu ngành y tế hình thành các tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo năng lực lấy 50.000 mẫu đơn mỗi ngày. Đồng thời, ra soát nâng cao năng lực thực hiện test real time PCR tại tất cả các bệnh viện theo chỉ đạo của Bộ Y tế và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực ứng phó cho tình huống dịch bệnh lan rộng, triển khai thêm các khu cách ly tập trung, nâng tổng công suất toàn thành phố lên 10.000 giường.